Bản Nhà Gò Vấp xin hân hạnh giới thiệu anh chị một căn nhà chính chủ, diện tích 5x5, sổ hồng riêng công nhận đủ 25m2, sàn tổng cộng 75m2 bởi vì nó cao 1 trệt 2 lầu, cập nhật đủ 1 trệt 2 lầu đúng hiện trạng, kết cấu cấp 3 đúc thật bê tông cốt thép, nhà sang sáng sạch mới như hình. Đây là một căn nhà chính chủ. Của gia đình, do mẹ bị ốm cho nên là anh chị đừng chậm chân bỏ qua cái sản phẩm này mà đã alo ngay cho Bất Động Sản Đoàn Vũ 0906943839 để đi xem nhà và lấy ngay căn nhà 1 trệt 2 lầu đúc thật bê tông cốt thép chắc chắn cấp 3, nhà sạch mới đẹp, chính chủ đang ở. Tổng diện tích sử dụng 3 sàn là 25x3 bằng 75m2. Khu tiện ích tại nhà văn hóa mới Gò Vấp đang đầu tư gần cả 100 tỷ, đầy đủ tiện ích, hồ bơi, sân tennis, cảnh quan sân vườn, trường học, chữa bệnh, cũng như tiện đi ra Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất đều được. Nhà ở rất là sạch, đẹp, mới, cầu thang đúc chắc chắn, tay vịn chuẩn, trang bị mỗi lầu là một phòng ngủ, 1 trệt 2 lầu thì 2 tầng trên là phòng ngủ, đều có toilet trong phòng và 3 vệ sinh, vệ sinh luôn tầng trệt. Cô chủ ở là do chân cô chủ bị đau đầu gối cho nên cô trang bị hết phòng thờ, tủ cũng như bàn ăn ở dưới tầng trệt. Nếu chúng ta là người trẻ mua vào hoặc là người khỏe mạnh mua vào thì chúng ta sẽ để trống tầng dưới thì nó sẽ rất là rộng. Hai mặt hẻm hông đều được gần 3,5m, thoáng mát và sạch đẹp cho nên nhà hai phía đều có cửa sổ cộng ban công cho nên rất là mát và sáng anh chị. Ban đêm mà mở cửa ra một cái sáng trưng. Đây, đúc thật cấp 3 bê tông cốt thép. Nhà cách nhà văn hóa Gò Vấp mới đầu tư mới 100 tỷ đồng là chỉ có 150 mét đi bộ. Mỗi tầng là một phòng ngủ đều có toilet riêng và sàn 25 mét đủ để bố trí cũng như dừng xe các vấn đề vân vân. Đây, anh chủ là còn bố trí luôn máy tập gym để lo cho sức khỏe nữa. Phải nói là đây, thang đồ để trong phòng nhưng mà rất là ngăn nắp. Mỗi tầng đều có một cái kệ cabinet trên toilet để mà đựng đồ, nhà kho, rèm cửa treo trang nhã, máy tập thể dục bố trí mà vẫn rộng rãi, xe đạp. Đây là đang ở tầng 1 nha anh chị. Lầu 1, chúng ta sẽ lên lầu 2 của căn nhà. Đây, cầu thang đúc để mình sẽ bật đèn, bởi vì tối hôm qua thì mình coi nhà vào buổi tối. Đấy, sáng sủa. Đây, đường xuống cầu thang, quay lại để anh chị thấy. Tầng này để cho thành viên chính của gia đình cho nên có ngăn vách nhôm kính lại và có một cái giường ngủ rất là khang trang, tủ kệ bàn ghế, trên đầu giường có cửa sổ và toilet trong phòng luôn. Như vậy là nhà 1 trệt 2 lầu, 2 phòng ngủ, 3 vệ sinh, 2 ban công, 3 cửa sổ, có cả cửa hông thoáng mát nữa. Và diện tích 5x5, 1 trệt 2 lầu, sổ hồng riêng công nhận 25m2, đúc thật bê tông cốt thép. Nhà 3 tầng, 1 trệt 2 lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, mà ngay phường 16 mà giá rất là rẻ luôn quý vị. Chỉ có những 7 triệu thôi. Quý vị hãy hoặc alo Vũ 0906943839 để Bất Động Sản Đoàn Vũ hân hạnh phục vụ quý vị. Xin trân trọng cảm ơn và thân ái chào tạm biệt. Sẵn tiện ra đầu hẻm mình quay cái nhà văn hóa mới Gò Vấp cho quý vị. Nhà mình đi bộ ra nhà văn hóa này, hồ bơi, học hành, câu lạc bộ, các lớp học cho thiếu nhi, học võ, học đàn, học vẽ, học bơi đầy đủ để mà con em chùa của chúng ta vừa ở vừa có thể sinh hoạt vui chơi tại đây quý vị nha. Cà phê, cà pháo. Nhà 5x5, 1 trệt 2 lầu, giá rao 2,9 triệu còn thương lượng.
tọa lạc tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, phường 16, Gò Vấp. Căn nhà tọa lạc tại khu nhà văn hóa Gò Vấp nhé quý vị. Hẻm này, hẻm bên hông là khoảng 3 mét, còn hẻm trước nhà khoảng 3 mét rưỡi. Hẻm trước nhà khoảng 3 mét rưỡi, có hẻm không, 1 đến 2 lầu, rất là ok, mặt dựng như hình nữa. 2 phòng ngủ 3 vệ sinh, cầu thang đúc ở góc và bếp ở cuối. Khu này có nhà văn hóa Gò Vấp mới xây dựng 100 tỷ, cho nên là khu vực ở cũng khá là an ninh và ok. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình để đi xem căn nhà này, hoặc đăng ký kênh để xem thêm những cái căn trong danh sách nhà 2 đến 3 tỷ quý vị nha. Chào tạm biệt.